Những loại đồ ăn, thức uống này rất là nguy hại cho sức khỏe. Bà con ta không nên ăn, bởi vì sức khỏe mình nó càng bệnh mình, nó càng nặng thêm và lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là tình trạng sức khỏe của mình nha bà con. Cho nên bà con vui lòng đừng ăn, đừng uống à, cho nên nguy hại sức khỏe. Vậy không nên ăn những thức ăn nhanh, chế biến sẵn, đồ ăn có nhiều đường, đồ ăn quá mặn, thức ăn đóng hộp đã qua chế biến, bơ, gia dầu, thịt vật, bà con thấy không? Thực phẩm biến đổi gen, nội tạng động vật, thực phẩm từ bột mì tinh chế, đồ uống chứa ga, có cồn. Mong bà con ta chú ý không dùng, để cho cơ thể mình khỏe mạnh, minh mẫn, vui tươi trong cuộc sống. Bà con nhớ rằng những loại ăn thức uống này nó rất nguy hại cho sức khỏe, đó là ta không nên ăn, không nên ăn những thức ăn nhanh, chế biến sẵn, đồ ăn có nhiều đường, đồ ăn quá mặn, thức ăn đóng hộp đã qua chế biến, bơ, gia dầu thực vật, thực phẩm biến đổi gen, nội tạng động vật, thực phẩm từ bột mì tinh chế, đồ uống có chứa ga, đồ uống có chứa cồn. Mong bà con ta chú ý đừng dùng, để cho cơ thể mình khỏe mạnh, vui tươi trong cuộc sống. Bà con ta lưu ý. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.